Tên mình sao cứ thích đánh vậy ta? Kèo Olaf này, cái kèo Achop này gọi là muốn thở luôn á. Hầu như là đánh gặp Achop tối ngày 10 game, hết 6 game Achop rồi. Đánh riết mà quen kèo luôn á. Nhưng mà răng này thì quýnh Achop này có vẻ mình lo được. Kèo này level 2 á, mà con Achop nó đánh cao á, mình mới húp nó được. Kèo Achop biết chơi là Achop trên kèo Casio á, cứng hơn Casio. Nó áp lực hơn, nó khó chịu hơn, khỏe hơn, đó đó đó. Chào cậu, cút ra ngoài. Đấy, 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 đứng thấy không? Nó chơi vậy đấy, nó chơi lên đầu tôi, nó chơi xuống vậy đấy. Mày sai rồi, mày chơi vậy là mày sai rồi. Chơi vậy là mày sai rồi con. Rồi, 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 level 2. Level 2 tới nè, level 2 tới nè. Rồi, 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 rồi. Mày xong rồi. Mày chết mày cái mày. Rồi, 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 không chết. Hụt cái quy anh em ơi. Chúng cái quy là ngon rồi. Một cái quy là đi. Bước lên. Chuẩn bị chết. Chết là chết. Chửi tôi đánh ghê vậy kìa. Tại sao lại chửi tôi? Báo tự hả? Đúng rồi. Deadlord mà, anh cầm cầm cái quyển Deadlord đây mà, anh chỉ cần ghi tên nó vô, nó tên gì? Cà khịa, cà khỉ 003, rồi. Lấy cho anh cũng tập cái Deadlord coi gì, em yêu anh cất cái Deadlord ở đằng sau rồi. Lấy ghi cái tên nó, chuẩn bị nó đi thêm lần nữa. Ghi cái tên nó vô cái cuốn sổ tử thần. Nắm quyền sinh sát ở đây mà, giết đùa. Giết nó chi để nó chửi ai biết đâu. Giờ mình không giết nó giết mình à. Nó còn lát anh em ơi, nó còn lát. Nhưng quả này mình cắm mắt xong mình đi dầm nha. Quay lính này hơi to, mình chết, mình một fail quay này là mình mất cái quay này nữa là mình thọt á. Quảng cáo à. Quảng cáo à. Ủa mình gì lâu lắm rồi đi chứ. Sao mà đỡ được. Giữ quay lính đi mà. Ừ. Nó không, quả nó đánh phèo cái thua. Nó còn tóc biến, nó còn thiếu đốt. Anh Kiều. Bỏ nó ẩu lắm luôn rồi đó, ẩu lắm luôn á. Nhưng mà không sao. Nó còn cả lát, nó còn cả thiêu mà. Mình ẩu. Nó quả là mình phải chay nó trước. Một quy 2 e đó, mình mới đánh được. Đánh non-in mới lại, còn giờ đánh. Nhưng mà hên cái là cái quay lính mình không mất. Có không được cũng giữ giùm mình cái quay đó. Quả đó mà không có rừng là thọt luôn rồi đó. Thọt quay lính nó to luôn. Không lẽ chắc đợi rừng lên quá. Bây giờ nè. Ông mất cái quy e, ông chỉ cần quy mình cái là mình lụm nè. Đứng rồi rồi rồi, lụm nè, lụm nè, lụm nè, lụm nè. Lụm nè, lụm nè, lụm nè, lụm nè. Lụm nè, đó, đó. Mình phải canh anh em à, phải canh nó mất cái quy. Đã rồi giờ thất vọng chưa? Đã nói đã làm, đã nói là phải làm, đã nói là phải làm. Đừng có khịa như thế. Ê! Đậu xanh đó mình không để ý. Quỷ này. Mình đang coi đánh lộn với boss. Bóc phét cái gì người ta nói là người ta làm. Người ta điếp trụ chuẩn chỉ chưa? Người ta hướng dẫn cho rồi. Mà khi người ta bóc phét lên như thế nào nhỉ? Ơ à, má mất cái quay lên rồi. Đây.
Đấy, bỏ cái quay lính nhỏ, lấy hai cái mạng này. Đây, 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 mình đứng đây ăn cái tác vụ xong, quanh vô đây. Đứng đây tiếp, chờ đợi thời cơ. Nó ra là mình phan. Hết rồi, hết lát. Đúng vậy. Nè, nó ra tới đây là nó chết. Nó ra tới đây là... Ờ, chết mẹ, nó có giáp cốt anh em ạ. Nó mất lát. Ờ, không mất luôn. Nhưng mà không sao, giờ mình điếp trụ. Nó có lát rồi. Nhưng mà nó ở trong trụ là nó chết. Top lô rồi, anh em thoải mái giúp mình nha. Nó đang ăn cua anh em. Con giết là bo bóc thôi. Còn Talon đánh on in mà, nhưng mà cái kèo đó thì... Cái kèo đó thì Talon không nên đánh. Nếu mà muốn đánh on in là phải đánh luôn. Còn đừng có để cả nhấp, cả nhấp nó bóc. Nó bóc là thua. Cái vậy cái kèo Talon này lia cũng không lại con giết để đi ram nữa anh em à. Rồi 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 rồi. Xin vĩnh biệt cậu. Xin vĩnh biệt cậu. Vĩnh biệt. Hay. Con mắt tím nữa nè. Rồi lắc đi. Lắc đi, lắc cho nhiều vô. Lắc cho nhiều vô. Rừng lên cam. Đi luôn. Lá lên. Rồi xong luôn. Trời ơi trời. Như vậy. Ở lại cho chết hết nè ông thầy ơi. Má kiểu nó không chết thôi. Rất là mệt thời gian, rất là mệt thời gian. Ôi 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 chết đây, chết đây, chết đây. Lát 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 lát, ở đây lát lát lát. Trời ơi, nó đánh cái gì thế? Mid mình yếu quá, mid mình không bắt được ai hết à. Tên mình sao cứ thích đánh vậy ta? Talon giờ quýnh không được ai hết à. Bắt không được ai hết. Nó có người trong này, nó có người trong này. Thời lũ lũ đi đường nó chết rồi. Đi cái đường khờ thiệt á. Thôi rồi hết hồn, tôi tưởng giết nó quăng cái quy nó ăn nữa thì tôi không biết nói gì luôn á. Phải rắn bình dương, chỉ có rắn bình dương mới được như thế thôi em ơi. Thôi để cho Talon đi đẩy đi chứ giờ biết sao, giờ nó không đánh được, yếu xìu à. Má nó quyền cái thấy ông bà ông giải luôn á. Ôi nó giết được support luôn kìa. Ghê, nó giết được support. Rồi chết luôn, bất ngờ quá. Quá khủng khiếp đấy, từ vị trí của Talon. Nó thấy tôi rồi. Thôi ơi. Chết ở đây luôn. Nó đông một ba hàng á. Ở đây không có tiền.
Talon nó lát. Nó lát tới thằng AD nó có cái nội tại của cái ulti, nó xài cái ulti luôn. Talon của mình yếu quá. Long mình 28 á, không có đam để giết một ai hết á. Game này là thằng AD với lại thằng Zed nè, hai thằng này giờ đam khủng khiếp quá. Tí nữa Revenge nó có đồ thì nó bắn nữa, mà lay thì người ta Long càng lay nó càng phới, không bắt được. Bên kia toàn là mấy con cơ động không à, mấy con kiểu có chiêu để né, có chiêu để chạy, ông Zed cũng có chiêu để chạy nữa. Cây xa thì có R. Revenge thì nó giết không nổi rồi đó, Revenge nó bắt Revenge là Revenge bắn nó chết luôn. Rồi còn bay kia cũng chả bắt được, ai chóc thì lại càng không. Khó cho ta Talon. Game này là... Game này tâm linh. Tâm linh là cái chắc đó, phải có tâm linh. Vọt nhiều vô. Talon chết nữa. Sát thủ mà tại bị bắt không. Đây. Nó chết là nó, chết là nó. Đây. Bỏ luôn đi. À, AD về đi. Ok bro. Mất mấy gà nữa. Rồi ta Talon chạy lên đó chi vậy trời. Ba. Bỏ về. Về Talon ơi. Ừ, sao? Hồi có heo quá. Tôi có đúp. Hay. Chết, không chết rồi. Ông ta Talon này làm tôi hồi hộp quá, ông ta Talon ơi. Hay. Nó chết rồi, không ai đép hết. Chết rồi, không ai đép hết rồi. Má gì mà cái roi quất dữ vậy. Định làm gì quay lính của tôi. Ôi da. Cái gì mà nó quất dữ vậy. Ôi ơi, té thì chết thua đó mấy ông cậu, té. À đây mình hơi sung.
chém nó được không? Bà nội cha nó thì sao không win? Cái game anh làm hết luôn rồi mà không win cái gì nữa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uncastrobia. Hiện tại mình đang livestream ở trên ứng dụng GG Live vào lúc 16 giờ hàng ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Anh em tải ngay app GG Live và ấn follow mình để có thể thưởng thức những buổi livestream thú vị của mình nhé.